Con đây với em cho đi. Có một video cổ không? Có một video. Tại mà tao thích một video cổ ấy. Cái mic kìa hả? Nó luôn luôn hồng đấy. Bật nhiều hết đấy. Ngày xong chứ. Mày nhớ không? Lúc em bơm 2 lần, 1 lần em bơm thiếu này, bơm thêm đây. Thật lại. Thật lại. Cái này xịt 3 lần rồi. Cả Việt Nam nhỉ? Ừ, sáng nay giờ biết đi cả sáng thì bảo là nóng máu là em đi mua cháo anh để đi con không nhỉ, vẫn cứ nghĩ về nhà không đấy, bố ba cái của mùi, bốn cái của mùi không thấy bảo gì, thấy đủ say có mình thôi say quá, thế đúng rồi video luôn là vẫn đi à, vẫn đi cái này thì 5 cây được ngon rồi. Kể cả một gậy 3 triệu cây cũng ngon. Không có gậy còn lãi 5 cây 53 15 triệu là lãi rồi. Bơm phải cây hết có 10 triệu. Không gậy gãy to quá. Thế là 4 được 2 đúng không? Thank you.
bơm thêm view lên, lợi suất thêm tình cảm. Anh ấy bơm thêm view vào thì lợi suất thêm tình cảm. Có view thật đấy không? Ngoạt thế. Thế là mình có xịt 2 kênh của một kênh hút. Thế là mình có kênh được. Anh thấy mỗi ngày có một kênh dễ được nhiều hơn, tấn nhiều là khi càng có kênh xịt. Là 10 ngày 10 kênh thì sẽ làm gì ra nữa. Thử test tay anh Tùng xem nào. Ê, hồi thì chết rồi. Em chưa, đợi tinh mới kìa. Nhưng mà bao tiền? À quên, bao hôm xong? Nhanh thôi, 100 view thì chắc 1-2 hôm xong. Hôm xong. Là đúng như mình ý. Như mình 4, 5, 6, 7, 8 thì 3 video, không 18 video chẳng đúng. Đấy, tình. Điên. Điên. Bán không. Giờ bật được con trọng bán. Bán được không? Có bán. Thì người mua.
Được bán được là được. Giá thì mà nó bán được là được. Bán được thì có giá nào thôi. Chắc vừa vân rẻ 5 triệu. Là bay được thế. Thôi. Bán được. 5 triệu bán được. 5 triệu bán đi một chị qua. Có nguyện thì nó bán được hơn giá. Đó là bán hết rồi. Được đây. Bán kinh vào lần đầu thì bán hơn. Đúng rồi. Bán kinh vào lần đầu rồi. Cái này thì cứ để bán nó ngoài nhé. Đúng rồi. Cái đút tiền trong túi là ấm nhất. Để không biết làm. Vừa mới bật đó đi. Bên kia thì bật 5 hôm rồi chị Mỹ. Em đi xong kênh xuống độ tầm 4-5 rồi thì khả năng có. Khả năng lại bán dễ, 29 bán cái gì này. Bình thường cuối tháng hay chơi này nó không bụng. Mình nó nuôi kênh ấy. Nuôi kênh sống đến 6 sau nó tầm mà. 6-7. Em chụp ảnh rồi, chị cứ ấy bảo với mic đi, không có gì em chụp được ảnh đó. Ừ. Rồi em là một cây. Đồ lắm độc cây. Đầu tháng rồi. Anh Tùng lỗ ác nhỉ, anh Tùng lỗ liên tục. Đầu tư đi cùng với hơi mặn. Tút đây hả? Tút vào công tiền đây. Tôi tưởng hai kênh mà. Kênh kênh chứ tìm được gà, kênh bảo là anh cố tìm gà đấy á. À bắt gà. Gà không bắt. Gà nhú mà văn lên.
Cái kênh kênh máy tùng dễ bay nhỉ? 3 triệu. 3 triệu dễ bay. Dễ bay. Con Lê toàn thích cái đơn ở lại đây thôi. Con Lê. Hôm qua cũng có thằng nào ở tên một cậy 3 triệu, 3 triệu 5 đấy. Tôi ký chữ ác kìa, tôi mới chơi ác hết. Mày biết cái chơi là cái này, cái chơi là lên á. Chơi là lên, chơi là lên. Phương mua được bao nhiêu? Một phải cho tụi anh Đức nhỉ? Anh Đức gì? Anh Đức kiểu gì phải xem cho đấy. Không xem được đấy, xem được nào đấy. Chú bây giờ 8 giờ rồi đấy, thầy đăng ký kênh đi. Anh nóng rồi. Hỏi, chờ 8 giờ mình nha. Thế có kênh em đủ đi nhỉ? Đủ rồi, kênh này cũng đủ rồi, cầm nhận rồi đấy. Hay là thử bơm view vào cái lô đấy đi. Được rồi. Thử bơm view đi. Bơm view. Lô gì? Tôi vừa bơm xong đấy. Lô bơm view lại. Lại.
thử chụp kênh thôi, hoặc là mấy kênh thôi, lại là... Đây đây, đây đây, đây đây, thử được 200, 200 thôi mà. Cái lô em vừa mới xịt xong, mới xịt một lần. Đây em mới xịt một lần thôi, còn lại đi ra con tem nữa. Anh liệu cho cái lô AS của anh đi, không có cổ đi. Em thấy chưa đang thông tin giao đâu, em thử mới sợ lại. Cái kia điểm liên hệ chưa? Cái gì ạ? Cái phòng thông tin, à cái phòng giao hàng thôi gì đấy. Chưa nhỉ? Thử liên hệ cho. Khả năng chắc chờ em sẽ về. Ừ, bạn của nó đã chờ. Không biết là lâu như thế, thật. Sao lâu? Có sức bây giờ làm các điều gì nó chẳng không nhận đơn hàng. Trong trong túi. Em còn để gậy 3 video, 1 gậy nhưng mà tận 3 video. Cái đường đi đường đang theo thằng đấy. Ừ, giờ đấy thì đang rồi luôn. Thank you.
Thank you.
Các mặt thì bây giờ có bấm đâu. Không được nhỏ không bấm. Thank you.
là chắc bắp, chắc bắp, chắc bắp thì có nhiều quá rồi, nó đi mít rồi. Nhưng mà nó là xin này làm gì có về đấy, nhưng lâu lắm. Có về luôn. Cái do máy đi đấy. Máy nào? Máy không thật chứ. Đâu, chị lắp máy của em rồi. Cô về không? Hả? Cô về không? Về đây. Lắp cái máy mà em vừa đưa cho chị đi. Mà chị vẫn dùng. Anh ơi, nhìn nhớ lúc lại nhá. Nhớ chẳng hạn chuyển kênh nhá. Em, đây là kênh tập chuyển sang à. Thì em đã cho cái lúc về kênh tập chuyển đúng không? Tại đây muốn chuyển kênh này sang kênh này là kênh chính, kênh này kênh phụ, được chưa? Thì khi muốn chuyển thì phải ấn từ đây đúng không? Ấn vào đây để sau đó chuyển từ đây sang đây đúng không? Cứ lúc nào chuyển thì cứ nào phải là kênh chính, phải chọn kênh chính rồi. Nhưng ở đây nó lại hiện tên của cái phụ đặt, thế khi em đi vào lên nó lại ra nút tiếp lên để là nó thành hai kênh. Nói chung bây giờ em chọn này đúng rồi đúng không? Em cứ đi vào lên cho anh xem nhá. Đây thì chị chọn này mua, đây nó là cây chính này. Cái này cây chị vừa đặt này, một clip. Chị tích như ở đây là chọn ở đây, cái này là đúng rồi đúng không? Đấy. Anh em phải sao cái má mồm đấy, được chưa? Chị chọn đúng rồi nhá, cây chính nhá. Ở đây, Zimu đúng không? Em sao? Thì cứ xem đi. Xem đi. Ủa, mình có post xong rồi, phải Zimu ở đây lúc. Xem đi. Cái mu thì chỉ cái movie thì nó là cái chính. Cái tên chính thì mua mình đủ. Thế nhưng cái tên ở đấy nó lại hiện cái tên đấy anh. Nó lại hiện cái tên là cái tên đấy. Thế em mới phải học.
vòi điện chứ. Alo. Alo. Anh biết rồi. Tôi hỏi đấy. Anh nghĩ là vẫn dùng được chứ, tại vì anh xin anh dùng nhiều lần mà, và anh lấy một mã là anh bỏ đâu. À, dùng hết rồi cơ. Một sim dùng limit và limit sim thì nhiều mã lắm là dùng hết rồi cơ. À, được. Dùng sim 15, 16 nghìn vẫn dùng hết mạng sim của đây. Hết mạng đấy, dùng đi. Tức là một sim chỉ dưới hạn cái mạng thôi. Trong bao nhiêu ngày hay là trong cuộc đời? Trong sim rồi. Dưới được sim của em á? Ừ. Chỉ nhận được bao nhiêu thôi đấy. Thế sao lại lấy xong rồi bỏ à? Dùng nhiều mạng, mấy nghìn lần, mấy trăm lần cốt rồi thì bỏ. Thế là ví dụ như
ngày nhắn tin đấy thì có bao nhiêu sim, cái chỗ Google nó khác, hiểu không? Không phải là lăng. Chả có nghĩa. Thế nhưng thế cũng vô lý nữa, chẳng hạn như hôm nay không nhận được, ngày mai lại nhận được thì chẳng phải là nó hết. Có khi nó chỉ giới hạn trong ngày. Không, em nghĩ giới hạn nó là giới hạn tùy đời chứ. Đó gọi là giới hạn tùy đời chứ. Một sim thì được lấy được 30 cốt thôi ấy. Nhưng nó quy định là một sim là 1.000 cốt thôi chẳng hạn, ví dụ thế. Không, ý chỉ là nhá, chẳng hạn như là hôm nay cái sim này không được mà ngày mai thì nó không phải là bị làm sao cả. Nhưng mà đấy là ví dụ là nó vẫn chưa hết tuổi đời, vẫn chưa hết limit của nó ấy. Chỉ là do mạng nghĩa làm sao thôi. Nhiều lắm, ở bên hồ sơ sinh viên dùng bao nhiêu trái biết phải chẳng hạn. Không, cái tin nhắn thì qua lại là khác. Cái câu hồ nó khác, hiểu không? Không, không được rồi. Không có thể, nhưng mà mình chưa bị thế. Đang tình trạng bị thế rồi đây. Đâu? Nhưng mà em không có được như chị nãy giờ mới túc tác được đây. Nhưng chả qua được ít thì chả làm. Thằng Văn Lê lại lấy kênh của anh Tùng. Mình lúc sáng không uống gạo rồi, lại nghĩ lỗ, lấy mấy kênh rồi, chưa chơi. Chơi lấy 3, mới chơi thứ 2, 1, còn 2. Nó lại ok để em ơi. Bây giờ cái kênh của mình cho thế chế, là cho ớt xong xin khác là phải mua. Cho thế thì cứ chơi cái gì. Ô thế ý là cái sim 25.000 thì cũng không thể ạ? Khó vẫn thế, mà sim kia lấy hết mã rồi, còn sim 25.000 là sim mới tinh, chưa lấy mã gì cả. Thế nó có bảo là một sim là được giới hạn, là giới hạn bao nhiêu cốt không? 1.000 hay 2.000 không? Đây. Lần trước ông nghe sao em thích ý ấy. Hả? Bạn, chị của bạn với ba là không nhầm. Chắc chị đã là bạn với người xưa từ trường không môi nhiều lắm không nhầm. Con đấy cũng đưa ba vào nhắn phẩm của nó cô ấy. À, mình Hà Nội mà chuyển tiền trước vào rồi, với ba với bạn. Ừ, cũng chết một loại mình với tiền. Người ta không dùng được, người ta chả đấy. Tại quên đáng nghĩa là em không đủ đâu, nó không biết không đủ để ăn người ta. Không dùng thứ ba với bạn. Chúng ta mình được việc của mình dưới được không? Tại sao đang đi tin thế? Ơ lúc nãy thử vào bếp nghe anh thấy im à? Cô đưa bốc nước thì thử giúp của bếp cho nghe nghe cái giọng không thấy im à? Chán hết cả màn hình. Chúng ta mình coi được cả màn hình không đổi. Đã lao vào tư duyên, có thả máu, tư duyên. Sao làm việc con nói chứ? Ai để xin ngủ? Làm việc gì em? Làm cháu khoe ông chơi à? Thì tử à? Nó làm gì phải làm việc gì tầm này? Tầm này là đang ở trong... Trong gọi là đơn vị à? Đang cách ly, làm việc chứ đâu? Cãi nhau giờ hành chính đấy còn gì nữa. À, cãi hành chính thì ra chuyện là bên ngoài này cũng có những cái người trong đơn vị kiểu như bọn đấy, trẻ nó cũng tập chuyện lên lại các thứ này. Thì mình cũng không đi lăng quăng ở trong phòng. Nó làm một cái phòng như cái kiểu cái phòng y tế này, như là ông nào bị ngất thì lần sau đi vào đấy thì thấy có giường rồi làm gì mà cho béo thứ nằm từ đây làm gì đâu mà làm gì mà cho béo thế chị bảo phải đặt thằng đấy vẫn cũng gầy chứ thằng đấy mà nhà nó cũng béo nó cũng dễ béo dạo này lúc là lấy cốt nhưng mà tức là có những hôm không thấy như có hôm là vẫn được ấy nhưng hôm trước chả lúc chị lấy cốt bán kênh của nó chẳng mãi không được đấy là một ngày nhưng đấy không được lâu được không sao lại quên đấy là nó trong ngày có cái thằng thật tổ nó bảo nó bị thế trong ngày nó lại khác cái gì chán chết nhưng dạo này lúc mà lấy cốt là khó khăn hơn rồi. Con kia nó cũng có một phần đúng đấy. Nó giới hạn đấy. Cẩn thận không bao nhiêu kênh. Cảm ơn các bạn.
chắc trường biết à? Chắc nó cũng không biết, không biết là bảo nghe. Nên nó biết là bảo nghe. Khi chưa dậy thật gì hả? Dậy ra đi pha sữa rồi. Chưa dậy ảo ảo pha sữa rồi, chắc là chưa dậy thật. Chuyện hỏi giá luôn đi. Đang hỏi giá đây. Ngoài cái loại sim mà chưa. Em nghĩ nó là từ 20 đến 25 thì phần đấy
Ôi này bán 20.000. Đi chưa bao giờ? Chưa. Em hỏi bên này bao 20.000. Em phải bảo chưa mua giờ đúng không? Chưa mua giờ. Em thấy có nhiều nhiều đúng không? Xin anh em chuyên về cô. Chuyên về cô, anh em. Thì có ai dùng không? Chỉ dùng về cô thôi. Nóng thế nhỉ? Tự nhiên nóng. Chất nóng. Ôi, bây giờ bị cụ rồi. Đi đâu mà không chặt thế đấy. Thank you.
bao nhiêu thì bao ra một chút đấy. Con đi bà mẹ.
chồng này, bố mẹ chồng với chồng này, cả nhà ngoại này, bố mẹ vợ rồi con gái. Hai đứa con là đi hết. Đi hết. Bé đi hết. Thông tin giá là không ngắn. Tuấn hỏi là ô thật à, thế con bảo lại còn giá nữa. Thì thật đây con không có tin giá thì cô Tuấn mới con đấy hảo chẳng hạn. Chứ nó không rõ ràng là nó không bố, không chính thức. Ủa, nó không có con mà. Nó phải là, nó phải là chị vết. Có cái đầu lại là ôi, anh chú cũng còn ngủ lên kia rồi. Nó là trên miệng, cái vợ nhầm là trên miệng. Còn gọi loa chi vết mà. Ừ. Có gọi loa chi vết mà. Từ hôm 26 rồi. Anh Trung Thu rồi. Cho lên mà. Em à. Yeah.
Thằng Huy nó mới chơi có con hàng. Huy à? Huy nhớ với bạn thì đúng rồi. Huy nhớ với bạn thì đúng chưa? Thank you.
tiếng luôn nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, 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 hai, hai.
Mà đây con đi như thế này, con để đứng như ngoài chân này đi. Đặt nó đây này, đặt nó đây chân không? Cái này không có đứng như rủ qua chú Nghĩa đi. Đây số 2. Đúng, đây số 2. Đúng, đây số 2. Số 2. Đâu? Số 3. Quay đây nhìn, đây số 2.
Đây xuống đây. Đấy, đây nhìn đây, nhìn đây này, đây cơ mà. Này, đây cơ mà. Tập trung vào video ơi. Số 1 đúng. Đây này, đang quay video kiếm tiền, đang làm việc, đang làm việc. Nó đây số mấy? Số này con thuộc lắm hả? Đâu? Chết thôi, số này con nhầm. Đây số mấy? Số này. Phải nhìn vào đây, không phải nhìn chỗ khác. Xem cô chỉ chỗ nào chứ. Số này là số 0. Đúng. Số này số mấy? Phải nhìn vào đây, nhìn vào đây. Đây số mấy? Số 2, đây số mấy? Đúng, đây số mấy? Số 3, đúng rồi, đây số mấy? Số 0, đúng rồi, đây số mấy? Đúng, đây số mấy? Đây mà. Đúng, đây số mấy? Đúng. Dê, nó đổ rồi, phải lắm. Đi ra đây tí đi. Giỏi lắm. Ui, quá. Nhìn nhí đi. Cô đi hạch cái giá đây. Mang đi đâu đây? Cô đang sáu bảy tám. Cái thằng này là thằng chú cháu.
Cùng mình nhá, mình cứ đuối ra ngoài. Mẹ nghỉ cơ, chứ con mà mẹ nghỉ nó không bán. Bây giờ mẹ có thì con bán nó một câu, nó lấy thôi, nó mà có. Chứ con mà sẽ lên nhà đấy hả chị? Nó bảo vào. Ngon không? Nó khô ra mít của mẹ ngon, nó biết mà. Nó khô ra mít của mẹ ngon, nó biết mà. Cứ quất ra được cả đấy, xúc cho con cả đấy. Như thế này, vừa mới ăn sữa xong nói đâu. Con này nó được ăn ngon mà. Con thứ hai là con tẹt bọn. Khéo mà, nó nói sữa tốt, bú lắm. Con mẹ nó trong con nó nuôi kỹ. Vâng, nó cũng nuôi rẻ con nó ấy đấy. Nhà nó trộm viết lên nhà mình nhưng mà nó cũng với con nó đấy. Nó cho con nó đi học tiếng Anh ở trung tâm từ lúc. Chắc phải được. Con nó sẽ cho học tiếng Anh ở trung tâm từ lâu rồi con. Chắc phải được hàng năm rồi đấy. Cho con học tiếng Anh. Vâng. Ấy con dì bo ấy. Mẹ cho học tiếng Anh chắc phải được hàng năm rồi đấy. Bây giờ học 3 tuổi học tiếng Anh rồi. Bin ơi, con đi ra đi, cầm que cất đi, chọc đồ kia. Ông cho nó ra đi không kịp. Đồ nào, mẹ tính lại linh tinh đi. Biết gì mà nói đấy.
tiền nhá. Đó, bà ấy chọn này xuống là gì? Nóng ra giá ở đây này. Nó quá là cho bên nhà thôi, cho bên nhà được quá. Không nghe, cái bột cơ mầm mình thế, còn đi. Vẫn nóng, đi giờ vẫn nóng đấy. Nóng lắm, ra ngoài nóng lắm rồi. Mà cho bên nhà không, đừng qua cho nhà không. Vật nên nó không nghe, nó trẻ. Trẻ, cháu xuống đây, đi đâu đi, không nghe, đi đâu đi. Hảo lấy bố, Hảo rồi. Hảo lấy cho. Lấy cho bố hai hộp sữa, rút vào túi này. Con đi chừng. Con đi ra bè, cắn với cái kẻ này rút. Con cứ cho lên điều hòa trên nhà. Bắt chúng nó đấy. Đấy là ra bột chữ ấy. Đố ra. Chơi chơi rồi, nếu nóng. Nóng quá. Như vẫn chẳng liếm môi đi vâng, môi đầy đầy Bino, cứ nói liên tha liên thuyết thế là thế nào? Biết nó là cái gì, hiểu là cái gì mới nói cứ liên tha liên thuyết. Nào ra đây mình phải nhìn cái gì quát đi. Em mang một cái sạch này, mình mồm một cái dính như là cái sạch. Đây ra đây. Bước hai cái hộp sữa rồi, đúng rồi. Đây, chơi đây. Nào có nói thử thách, có nói sử sách hay từ giờ đi. Sử sách. Bạn thở là bạn sờ. Sử sách hay từ giờ. Lưu một câu. Nóng đi giờ vẫn nóng. Cho lên nhà nước vào. Con nghịch muốn đi chết cùng lê con hỏi nó quản đi chân ghê chắc chân thế không cái kiểu rời ra một cuối dép vào đùng đùng nó đi vừa chân
Chữ ba gậy bài ngà thế nào? Có cái mặt nào bán cây không đi đâu cổ 4 và 8 này.
2021 của bà cũng được ba. Nhưng mà nói chung lại, Văn Duy thì mình nhìn thấy là lại. Còn thằng Tân Tô vừa đăng đây, năm thứ tư. Nhưng mà khi mà lần đầu. Lần đầu mới thì 12 lần của được. Chắc là chưa này. Vin thì biết vong anh Thái là lúc nào cũng về là ghi rằng anh lấy cái này mày. Anh cất nhất của mày rồi nhá anh. Khôn ghê, biết để tay sau đít thế này, anh cầm về đây anh mang về đây là có tay không? Bọn đấy thằng gà. Ngày đi vài vòng. Sát một vòng, sát nên mới bắt ra ở đây. Mình chỉ đạp xe dừng đấy chứ bình thường có đi đâu xe. Cứ đạp hết xe bên này sang xe bên kia, đạp ngược đạp xe. Dạ.
Vâng. Tớ tớ này còn bố mẹ đấy còn tớ vợ chồng nhau tớ. Chị em nhau với tớ anh em tớ kiểu đấy muốn sống rồi. Thế rồi chị mà gọi tới anh Tuấn lại ở chỗ chị nghe lại thì khác. Rồi chị về quê à? Gọi tớ anh Tuấn này lại khác. Tớ ở đây lại khác. Ừ thế nhưng ý chị là trước kia chị với anh Tuấn ấy là xin tớ tớ ấy, không bình thường. Thế nên là lại còn phải bố mẹ với con tớ ấy. Thì đi ra ngoài nói chứ còn không chồng tớ đi như thế nào. Nhiều từ khác